Chào các bạn, chào bạn Nhí. Thì đây là một hộp thiếp bạn Nhí gửi cho mình, làm giao cho anh Quân ở Bình Dương. Ok, tôi sẽ mở cái hộp này xem cái loại thiếp này thiếp gì. Đây là một vòng bi NSK. Da fan, tức là vòng bi này, vòng bi của Nhật. Ok, bây giờ tôi sẽ làm một con dao phớ chặt xem cái độ sắc của nó như thế nào, có đúng thực sự là tinh đồn như là người ta gọi là bi Nhật là cực chất hay không.
Đây, như thế này tôi đã hoàn thiện xong cái lưới dầu phối chặt bằng vòng bi của Nhật. Bây giờ tôi thử cạo lông chân xem cái độ sắc của nó như thế nào. Đây các bạn thấy chưa, đúng là không hổ danh là thép của Nhật. Cái độ sắc của nó là phải sắc còn hơn dầu lam này. Đấy. Ok. Còn phần lắp cán tôi sẽ vào tôi lắp nốt. Đây các bạn thấy chưa, tôi chặt ngang cái chân giò mà cái lưới dao không hề việc gì cả, chính tỏ là cái thép này là cái độ chịu lực rất chi là cao. Các bạn có cái thép vòng bi Nhật như thế này, tôi khuyên các bạn là nên để làm dao, cực kỳ là chất lượng. Các bạn làm cái con dao phở thế này thì trong cái cổ này thì nó dày, kéo ra ngoài này thì nó mỏng dần, trông nó thuôn thuôn rất chi đẹp. Còn về cái cán này thì các bạn làm bằng gỗ cấm chí, cái vân của nó là cực kỳ là đẹp, được chốt hai đinh đồng và cái khâu này là khâu inox mạ đồng rất chi là sáng bóng. Về cái mẫu dao này cũng rất chi là đẹp. Về cái màu thép của cái vòng bi Nhật thì các cái thép khác thì không thể so sánh với cái vòng bi Nhật này được, rất chi là đẹp, rất mượt mà, rất đẹp. Vâng, video tôi quay toàn cảnh cách làm con dao phối chặt
bằng thiếp vòng bi Nhật. Đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.